Vâng, sau thời thuyết pháp là cúng dường hoa đăng, đốt nén để cúng dường mẹ thượng tọa và toàn thể đạo tràng hoan nghỉ chắp tay để niệm Phật cầu gia bị. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh toàn thể đạo tràng an toàn, và thay mặt ban tổ chức và chúng con kính cung kính thượng tọa giảng sư Đạo Hiệu Thích Minh Nhẫn bắt đầu phần pháp thoại chủ đề hành lắng nghe của Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Âm. Cung kính thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Lý Sa Mút, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Kính bạch Hòa Thượng Thích Huệ Trí, ủy viên Ban Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, trưởng Ban tổ chức, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay vừa rồi chúng ta đã tham dự lễ khai mạc lễ hội Quán Âm Nam Hải của tỉnh Bạc Liêu. Do vậy, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi trước nhất xin được gửi lời của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi lời sức khỏe đến toàn thể quý nam nữ Phật tử, cũng như chúc lễ hội chúng ta được thành công tốt đẹp. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến đề tài nói chuyện cùng với quý nam nữ Phật tử, đó là hành lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng tôi xin được đọc một cái lời quán nguyện để quý Phật tử chúng ta cùng lắng nghe. Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe, biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét. Chúng con tập ngồi nghe mà không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã đủ làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Đó là lời quán nguyện mà chúng ta tu tập mỗi khi chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày hôm nay quý Phật tử đến với lễ hội, chúng ta đều hy vọng rằng làm sao á để cho đời mình bớt khổ, làm sao á để cho bản thân mình và gia đình mình luôn được bình an, an lành, an vui. Cho nên chính vì thế mà thầy muốn gửi đến quý vị một cái nội dung của bài kinh quán nguyện hạnh tu của Bồ Tát Quán Âm. Hạnh lắng nghe, lắng nghe cho đời bớt khổ. Đời ai bớt khổ? Lắng nghe, đời mình sẽ bớt khổ. Lắng nghe,
con mình sẽ bớt khổ. Lắng nghe, chồng mình sẽ bớt khổ. Lắng nghe, vợ mình sẽ bớt khổ. Lắng nghe, những người xung quanh chúng ta sẽ bớt khổ. Và lắng nghe, những người thân và những người tiếp cận với chúng ta, họ đều bớt khổ. Quý Phật tử có bao giờ suy nghĩ là mình lắng nghe mà những người ở quanh ta họ sẽ bớt khổ không? Một chị nọ đang bệnh, hôm nay á dự kiến đến dự lễ hội Quán Thế Âm, Quán Âm Nam Hải của tỉnh Bạc Liêu. Cho nên á, chị này á gặp quý Phật tử đang mặc áo tràng lam, nghĩ á quý Phật tử là những người Phật tử của Quán Âm Phật Đà, cho nên á muốn đến nói với quý vị, muốn chia sẻ với quý vị để làm sao hướng dẫn đến để tu tập đảnh lễ cúng dường. Nhưng mà mới vừa mở miệng ra tôi nói thôi tôi mệt bà quá, bây giờ tôi bận dữ lắm. Bây giờ quý vị thấy cái người này ta khổ không? Khổ không? Khổ thêm liền. Mà nếu trong giờ phút này đó mà quý vị á đang tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm á, là hạnh nguyện lắng nghe. Bởi vì chúng ta niệm cái câu gì? Nam mô Đại Từ Đại Bi, không? Tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tầm thinh tức là tìm kiếm nghe. Nghe cái gì? Những cái âm thanh, những cái tiếng nói khổ đau. Tầm thinh là tìm kiếm mà. Tiếng nói khổ đau để chi? Quá hiện đến đó để mà cứu giúp. Còn mình tu tập theo hạnh nguyện Quán Âm mà bây giờ cái vị này đang khổ, đang bệnh tật, nghĩ là đến đây á, là đang có niềm tin đến đây để nhờ á, là những vị Phật tử, những vị ở đây hướng dẫn cho mình cái pháp môn tu tập và cái phương pháp để mình đảnh lễ và mình cúng dường như thế nào. Bởi vì lần đầu tiên mới tới nơi đây, mình nạt ngang cũng mình bỏ đi mất, họ khổ thêm. Còn nếu bây giờ trong giờ phút này mà mình đã tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, làm sao nói thôi bây giờ đó em nổi đây, ở đây có gốc cây mát, em nói cho chị nghe. Nghe xong cái câu chuyện đó, hôm qua này đó là nằm chiếc bao thấy tôi đi, tôi bị chết cho nên sợ quá, bữa nay chạy vô chùa lễ Phật, nhất là nghe lễ hội Quán Âm nè, cái mình biết mình mới nói. Nghe xong rồi mình nói không có sao đâu em, ông bà chúng ta hay nói gì, cứ nằm trên bao mà thấy cái này là nó ngược lại à. Thôi bây giờ em ráng em trì chú Quán Âm, em ráng em niệm danh hiệu Quán Âm rồi em lên em đảnh lễ, đến trước lễ đài em đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm bằng một cái tâm thanh tịnh, cái gì nó cũng qua hết chứ. Quý vị thấy sao? Xong rồi vị này nghe mình nói xong lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ba lễ xong là họ tung tăng đi về, hết bệnh rồi, không còn lo. Tức là mình lắng nghe là những người xung quanh chúng ta sẽ bớt khổ. Cho nên hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là lắng nghe, lắng nghe cho đời bớt khổ. Nhất là quý Phật tử biết không, ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta, ta gọi là kinh tế thị trường, thời gian là vàng bạc, cho nên á cái tốc độ sống nó rất là nhanh, rồi á cơm áo gạo tiền, cho nên chính vì thế lắm lúc có những gia đình là quý Phật tử biết á là cả ngày không gặp được đứa con, bởi vì cha mẹ buổi sáng lo đi làm ăn, lo đi mua bán, rồi tối thì phải tiếp khách trong những cái mối làm ăn, đến khi mình về thì khuya lơ khuya lắc rồi là đứa con nó ngủ rồi, sáng ngày hôm sau nó đi học cho nên không có gặp. Cho nên rất nhiều người con nói gì, con muốn tìm cha mẹ con để con tâm sự, nhưng mà cha mẹ con
không có nghe. Có lần thầy đi giảng cho các em sinh viên học sinh, có một em mới đưa tay lên phát biểu. Bởi hôm đó thầy nói đề tài là ân đức sinh thành. Xong rồi cái em đó đưa tay lên phát biểu. Thầy mới hỏi, con có ý kiến gì? Nói dạ, con có ý kiến. Thầy nói là cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà con thấy cha mẹ con đâu có thương con. Nói, ủa sao kỳ với con, sao vậy? Nó nói là bởi vì đó, cha mẹ con á, nói con muốn cái gì, con muốn xe, cho con chiếc xe. Con muốn tập mới, cho con tập mới. Con muốn cái iPad, cho con cái iPad. Con muốn cái đồng hồ, cho con cái đồng hồ. Mà con muốn điện thoại đẹp, cho con cái điện thoại đẹp, mắc tiền. Tới cuối cùng cha mẹ con muốn cái gì? Muốn là con đi học điểm 10. Nhưng mà khi mà con đi học về điểm 10 con nói thì cha mẹ con không có nghe. Không có nghe. Cho nên con thấy là cha mẹ con muốn nhiều quá. Mà cái của con muốn đó là gì? Khi con được điểm 10 con khoe với cha mẹ con thì khoa cha mẹ con khen con. Hoặc là khi mà cái ngày mà con được nhận cái phần thưởng, phần khen đó, thì con muốn cha mẹ con đến trường, thì cha mẹ con mới không có thời gian. Cho nên con nói là cha mẹ con đâu có thương con đâu. Quý vị thấy không? Cho nên nó là rất cần. Thật ra tới cuối cùng là đứa nhỏ nó kết luận là gì? Cha mẹ con không có thương con. Cho dù là cha mẹ cho con rất là nhiều thứ, tới cuối cùng đứa nhỏ nó nghĩ cái này, cha mẹ phải sắm cho con cái này, sắm cho con cái kia. Đó là cái chuyện trách nhiệm của cha mẹ, chứ không phải là tình thương. Nó thiếu cái sự cảm thông với nhau. Cho nên rất cần ở đây lắng nghe gì? Lắng nghe cho đời bớt khổ. Bây giờ lắng nghe ai đây? Trong cái xã hội này chút nhất là chúng ta lắng nghe chính mình. Rồi á, lắng nghe con của mình, lắng nghe trong gia đình của mình, rồi lắng nghe con của mình nè, lắng nghe chồng, lắng nghe vợ nè. Rồi nếu là con thì lắng nghe cha mẹ. À, cho nên á, quý Phật tử có bao giờ tập lắng nghe chính mình không? Có bao giờ tập lắng nghe chính mình không? Lắng nghe lại chính mình xem coi coi mình muốn cái gì. Mình muốn cái gì? Bao giờ mình hiểu được mình muốn cái gì thì lúc đó đó quý Phật tử mới có một cái đời sống chân chính. Còn nếu mà mình không có nghe được chính mình, không biết mình muốn cái gì đó, là quý Phật tử biết là rất dễ dẫn mình đến cái con đường mê tín dị đoan. Rất dễ dẫn mình đến con đường mê tín dị đoan. Là tại sao vậy? Mình không hiểu, không biết. Cái người này nói cái này cái mình nghe, người kia nói cái kia mình nghe, người nọ nói cái nọ mình nghe. Mình thiếu cái đời sống tu tập. Cho nên bây giờ lắng nghe chính mình, để coi con mình muốn cái gì, mình phải biết. Và nghe được cái gia đình mình, coi gia đình mình muốn cái gì, con cái mình muốn cái gì. Cho nên á, quý Phật tử á, một cái ngày mà chúng ta đã làm ăn lao động rất là vất vả, bây giờ quý Phật tử lắng nghe sao? Mỗi ngày đó quý Phật tử dành lại 5 phút trước khi ngủ. Dành 5 phút trước khi ngủ. Quý vị có thể ngồi xếp bằng cũng được, hoặc là ngồi như thế này cũng được, hoặc là ngồi ngay chỗ mình uống trà cũng được, hoặc là ngồi ở gốc cây cũng được. À, làm sao mình hít thở để lắng nghe. Mình làm sao mình hít thở vô, cái hơi thở của mình đi từ cái ngõ lỗ mũi của mình đi vào đến ngực, rồi xuống bụng, xuống bụng dưới. Mình nghe được cái hơi thở mình đi vô, rồi đến cái hơi thở của mình đi ra, đi tới đâu mình nghe được một cách rất là chậm rãi, nhẹ nhàng. Quý Phật tử biết làm cái gì không? Để mình cân bằng. Cân bằng cái não của mình, cân bằng cái tâm lý của mình. Bởi vì cả một ngày mình bôn ba, cơm áo, gạo tiền, đầu óc của mình nó rối tung lên hết. Cái đó mới chính là một cái mà giờ phút mà mình nghỉ dưỡng thật sự. Mình nghe lại chính mình, nghe lại từ cái hơi thở của mình, nghe lại ở trong thân thể của mình. Tự nhiên qua 5 phút đó quý vị sẽ ngủ ngon. Và thậm chí trong giờ phút đó quý Phật tử lắng nghe gì? Lắng nghe lại đó, xem coi coi
một ngày nè, một ngày qua từ sáng sớm mình mở mắt đến cái giờ phút mà mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ mà mình đang ngồi để mình lắng nghe lại chính mình, coi coi một ngày đó mình làm những việc gì, làm những việc gì tốt, làm những việc gì chưa tốt, làm những việc gì cho những người xung quanh đã đau khổ, trong đó có người thân của mình. Cho nên á, ở trong nhà Phật là dạy gì, có bốn câu à, quý Phật tử nhớ câu này: không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ lòng mình trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Bây giờ mình lắng nghe, đọc lên bốn cái câu này trong khi mình ngồi như rồi mình lắng nghe lại bốn cái câu này, mình lắng nghe lại con người của mình, coi coi một ngày qua như vậy mình có làm đúng. Nếu quý vị làm đúng được bốn câu này, tức là đã làm đúng được lời Phật dạy, chắc chắn 100% trong đời sống quý vị sẽ an lạc. Không làm các việc ác. Ở đời chúng ta suy nghĩ chắc là đánh người ta mới là việc ác, tôi đánh người ta là đã quá ác, chứ không phải là việc ác, đánh người ta đã là quá ác. Mà trong nhà Phật chúng ta nói cái gì? Không làm cho người khác tổn hại, sợ hãi, lo âu và buồn phiền. Kể cả làm cho người khác sợ hãi, đó vẫn là một điều ác. Làm cho người khác lo âu, đó cũng là một điều ác. Mà làm cho người khác bớt buồn phiền, bớt lo âu, bớt sợ hãi, thêm an vui, thì trong nhà Phật chúng ta kêu đó là việc thiện. Như vậy việc ác không nên làm, mà siêng làm các việc lành. Giữ lòng mình trong sạch là gì? Lòng mình không để ở trong cái lòng của mình á, là nghĩ đến những cái việc ác, những cái việc mà làm cho người khác buồn phiền, lo âu và sợ hãi. Nếu mà quý Phật tử làm được như thế, dĩ nhiên là khó nghe quý vị. Coi vậy đó mình thấy tưởng đâu nói như vậy thì làm dễ, không phải đâu. Bởi vì á, trong con người của mình Phật ma lẫn lộn. Tại sao vậy? Phút trước mình nghĩ á, trong cái giây trước thôi mình nghĩ làm thiện là Phật, mà trong một cái giây sau đó mà mình bị tiền tài danh lợi ngã chấp, cái tôi của mình nó làm cho mình buồn phiền ngay, làm cho mình nó là khổ đau ngay, thì lúc đó mình đã biến thành ma. Cho nên chính vì vậy nó thiện ác nó lẫn lộn ở trong con người của mình. Mà quý Phật tử cứ quán xét như thế, cứ nghe lại chính mình như thế, để làm sao? Để lấy đó làm kim chỉ nam cho cái cuộc đời của mình, làm sao không làm việc ác, siêng làm việc lành, thì chúng ta sẽ an vui. Chúng ta sẽ an vui, tức là mình đã lắng nghe được chính mình, lắng nghe được chính mình là đời mình sẽ bớt khổ đầu tiên. Mà bao giờ mình làm được cái điều đó thì tự nhiên quý Phật tử sẽ lắng nghe được an, lắng nghe được con mình. Làm cha mẹ coi vậy đó quý vị, đừng có nghĩ là lắng nghe con mình dễ, khó lắm nha quý vị. Lắng nghe con mình khó lắm. Có nhiều vị Phật tử đến nói với thầy gì? Thầy ơi, thầy chỉ cho con cái cách nào mà về con nói cho ba con mẹ con đi chùa đi thầy. Chứ con bây giờ con đi chùa con thấy hay quá mà con không nói cho ba con mẹ con nghe được. Con vừa mở miệng nói: mẹ ơi, ngày mai đó, ngày rằm, con chở mẹ đi chùa nha, mẹ đi chùa đi. Là mẹ vui liền à, mẹ đi chùa đi, mẹ tu thiện đi, là mẹ an lành liền. Thì mẹ con mới nói con sao? Mày là mẹ tao hay tao là mẹ mày? Tao đẻ mày ra được mà bây giờ mày dạy tao. Tức là gì? Mình nghĩ ở trong cái con người của mình á, mấy chục năm mình tích lũy cái kinh nghiệm ở cuộc đời này đã lớn lắm rồi, mình không có chịu nghe đâu, không có chịu nghe, khó lắm. Cho nên á, mà khi mà mình mà bỏ được cái tôi ở trong mình á, thì mình mới lắng nghe được con của mình. Mà khi mình lắng nghe được con mình á, thì xin thưa quý vị, đó mới là một tình thương chân thành. Hiểu thì mới thương, cái đó mới tình thương chân thành. Còn mình không hiểu con mình muốn cái gì và mình nói mình thương, đó không phải là xây dựng trên cái nền tảng của tình thương, của trí tuệ. Đó không phải tình thương chân thật. Giống như cái em học sinh hồi nãy mà thầy kể, cho xe, cho tiền,
cho điện thoại, cho iPad, cho đủ thứ hết. Nhưng mà em nó nói mẹ không có thương. Bởi vì em đó chỉ muốn là cái gì? Ở cái tuổi đó, đó em nó chỉ có muốn một việc một duy nhất. Mẹ kêu con học điểm 10, con học điểm 10. Cái ngày mà con nhận bằng khen, mẹ phải có mặt, ba phải có mặt. Nhưng mà mỗi lần nói với ba phải với mẹ có mặt đó, thì ba mẹ nói sao? Bữa nay mà tao đi dự cái lễ của mày á, thấy không? Mà nhận cái bằng khen á, là mất hết 10 triệu. Đứa con hỏi tại sao vậy mẹ? Nó bị bữa nay không đi ra mua bán được thì không có lời là mất 10 triệu. Tức là mình đem cái chuyện đó mình cân đo đong đếm. Cho nên tới cuối cùng nó làm mình không hiểu được con mình nó muốn cái gì. Quý vị ví dụ cái việc này dễ hiểu lắm. Có một lần á, cái em bé nó đi chùa, mới có 3 tuổi à. Hai vợ chồng mới dẫn đi chùa ngày hôm đó ngày Tết. Mới lên cái hai vợ chồng mới nói: kìa con, sư phụ có lì xì kìa con lên con chào sư phụ đi, chúc Tết sư phụ đi để sư phụ lì xì. Thì năm đó thầy đang cầm ở trong cái tay là cái bao lì xì chú Phật tử đó, là trong đó có 20.000, hai tờ 10.000. Cái thầy mới sẵn việc đó, thấy còn bé mà đến chúc với thầy mới xoa đầu xong cho: nè con, cho con cái bao lì xì. Cái nó về tối hôm đó ba nó mới điện cho thầy, nói: con của con á, bữa nay nó đi chùa nó gặp sư phụ, nhưng mà nó về nhà xong sư phụ biết nó nói cái gì không? Nó nói sư phụ ở chùa sư phụ á còn nghèo hơn ba. Nó: ủa sao vậy? Nó: bởi vì sư phụ lì xì cho có 2 tờ mà ba cho con á là tới 10 tờ luôn, cho nên là ba giàu hơn sư phụ. Thầy mới hỏi: ủa con cho nó 10 tờ là tờ nhiêu vậy con? Nó nói: dạ tờ 1.000, con cho 10 tờ để bao lì xì. Mà mình cho cái bao lì xì tới 20 tờ lận, mà nó nói không có nhiều, ba cho 10 tờ nhiều hơn của sư phụ, nó ba giàu hơn sư phụ. Cái thì thấy con bé nó vậy à, xong cái tới năm sau tiếp tục, nó 4 tuổi rồi vẫn chưa biết tiền cái gì là nhiều cái gì là ít. Năm nay lại cái tiếp tục lại à, thầy sực nhớ rồi, hồi năm ngoái con nói như vậy nha. Được, chúc tuổi, chúc mà mừng tuổi xong cái thầy nói: thôi bây giờ con ngồi ở đây con đợi sư phụ chúc, con ngồi ở đây con đợi sư phụ chúc. Thầy vô thầy để 20 tờ 1.000 cũng bao nhiêu đó thôi, để 20 tờ trù trà nó về. Bữa nay cũng như vậy, thì ba nó cũng điện cho thầy nghe. Thầy mới hỏi, thầy mới trắc nghiệm lại, thầy mới hỏi: sao bữa nay con bé đi chùa nó về nó nói gì sao con? Trời ơi, nó đem về nó mừng lắm thầy ạ. Nó nói: sư phụ năm nay sư phụ giàu, năm nay sư phụ giàu rồi. Hỏi sao vậy? Nó: năm nay sư phụ cho con tới 20 tờ, năm ngoái sư phụ cho con có 2 tờ rồi. Cái nó cất rồi đó, nhất định không dám xài nha, cất. Tới cái lúc mà ba mẹ nó bệnh á, bé nói: thôi ba mẹ lấy tiền đi, tiền của sư phụ con cho con còn nhiều dữ lắm, lấy tiền này đi đi bác sĩ đi, còn nhiều dữ lắm nè. À, cho nên là ba mẹ nghe như vậy, thấy cái đứa nhỏ, thấy đứa con mà nó có hiếu mà, cho nên mới kể cho thầy nghe. Nói: trời ơi thầy ơi, con mừng lắm, bây giờ con của con nó mới có 3-4 tuổi mà nó có hiếu lắm thầy. Nó thấy ba mẹ bệnh vậy đó là nó nói như vậy. Cho nên đây thầy kể cái câu chuyện đó để nói cho quý Phật tử nghe rằng, tức là tiền có khi chúng ta thấy nó rất là quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu và sử dụng không đúng, nó không thể hiện được tình thương. Mà có khi chỉ là cái việc rất đơn giản, chỉ ngồi lại lắng nghe thôi, nó muốn cái gì, lúc đó nó chỉ muốn cha và mẹ. Đơn giản như thế, cha và mẹ cứ xuất hiện ở nhà trường, thấy con lên lãnh thưởng, rồi cha mẹ giống như những người cha mẹ khác, vui mừng đón con về, như vậy là nó đã hạnh phúc rồi. Cho nên nó cái lắng nghe cũng quan trọng. Mà mình muốn được như vậy là vì quý Phật tử biết rồi, mình phải bỏ đi cái ngã của mình. Đó là mình lắng nghe con nha. Còn lắng nghe chồng, lắng nghe vợ cũng là một vấn đề.
Có một cái lần á, là chị đó mới nói với thầy á, thầy ơi con đi chùa bây giờ con mừng dữ lắm rồi, con của con cũng đi chùa, mẹ cha của con cũng đi chùa, mà con chỉ còn một tâm nguyện duy nhất nữa thôi. Mà người này đi chùa nữa là con nói cuộc đời của con là số 1. Thầy nó hỏi ai vậy con? Nó dạ chồng của con. Chồng của con mà chịu đi chùa nữa là con nói đời này con sinh ra là con đã quá hạnh phúc. Thì mới nói với thầy, mà thầy biết không, con tin tưởng một cái điều á, là con phát hiện ra đó là chồng con tin Phật lắm. Nhưng mà mỗi lần con về con nói với chồng con á, mà rủ đi chùa rồi làm từ thiện thì chồng con không chịu. Mà cái đợt đó đó là con để ý đó nha, con về con mới nói với chồng con đó, anh à, thầy ở chùa đang xây dựng đó, bây giờ đó anh vô chùa anh cúng dường đi, cho có phước, cho gia mình đình mình được có phước mà được bình an. Ông nói không, bà muốn làm gì làm, tôi không cúng. À, nói vậy. Cái xong cái thì trước mặt là vợ nói vậy thì ổ không thèm nghe, ổng trả lời vậy đó. Thì nói hô thầy, thầy nhưng mà con để ý nha, 3-4 ngày sau ổng âm thầm ổng đi vô trong chùa, ổng để trong cái thùng phước điền á. Bởi vì bữa đó con thấy ổng đi mà con thấy nó lạ, thường đi đâu á thì cũng nói với con anh đi chỗ này chỗ kia, sao bữa nay ổng tự nhiên ổng âm thầm ổng vô phòng cái ổng làm gì đó, xong cái ổng âm thầm bỏ ra ổng đi nước, mình hỏi anh đi đâu vậy, ổng nên tin nó tôi đi đâu kể tôi. Cho nên con bữa đó con tưởng đâu là ổng rủ ai, ổng hẹn với ai, tưởng đâu là hẹn với bồ, phải không? Cho nên là con mới âm thầm đi theo. Hóa ra ổng lại chùa ổng cúng dường. Đó cũng là một cái hình thức ngã chấp nha quý vị. Có khi mình nghĩ mình làm chồng á phải hơn vợ, phải hiểu biết hơn vợ, cho nên vợ kêu không làm, nhưng mà sẽ ghi nhận rồi tự đi làm cái công việc đó. Cho nên chính vì thế là quý Phật tử phải nhớ, mình lắng nghe con mình, lắng nghe chồng mình. Cái này mình lắng nghe mình mới hiểu nè. Mà hồi nãy trong cái bài quán nguyện của pháp môn tu tập của Bồ Tát Quán Âm đó, quý Phật tử có nghe không? Con xin lắng nghe, không thành kiến, không phản ứng. Và đặc biệt nhất là gì? Con lắng nghe được những điều mà người ta chưa nói. Nói rồi, nói mà mình hiểu, mình nghe đã là tốt rồi. Mà bây giờ làm sao mình lắng nghe được cái điều mà người ta không nói nữa? Tức là bà vợ này đã lắng nghe được cái điều mà ông chồng không nói. Biết được ông chồng mình bây giờ là có cái tâm trạng là gì? Không nghe vợ, nhưng mà vợ nói vậy đó, không làm theo, nhưng mà sau đó đi làm. Những người bạn bè, những người xung quanh của mình, những người thân ở trong gia đình của mình, quý Phật tử hãy cố gắng làm được cái điều đó. Hãy cố gắng làm được cái điều đó thì tự nhiên mình sẽ được an lành. Cho nên cái gì? Lắng nghe bản thân mình, rồi chưa? Lắng nghe gia đình mình, rồi giờ kế tiếp nữa gì? Lắng nghe được những người xung quanh. Mình đi chùa bạn bè cũng như vậy, cố gắng làm sao á mình nghe được người bạn của mình, nghe được người thân của mình họ muốn nói cái gì. Cái điều này rất quan trọng. Chính cái điều lắng nghe đó mình mới hiểu. Và hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Quý Phật tử biết, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô là gì? Là con xin quay về. Đại Từ Đại Bi là một cái tấm lòng, một cái tình thương rộng lớn, không phân biệt. Tầm thân là tìm kiếm. Đại Từ Đại Bi, tầm thân là tìm kiếm. Tìm kiếm gì? Cứu khổ cứu nạn, những cái âm thanh cầu cứu, những cái âm thanh khổ đau, để mình hóa thân đến đó để mà cứu khổ. Cho nên chính vì thế mà quý Phật tử á, dùng bằng một cái tâm trạng là gì? Một cái tâm của mình á, mình nghĩ mình xuất hiện ở nơi đâu, mình cũng lắng nghe những người xung quanh để làm gì? Để cho họ bớt khổ và mình bớt khổ. Thì quý Phật tử xuất hiện ở chỗ nào quý Phật tử cũng thấy an vui. Nếu quý Phật tử không lắng nghe để cho mình bớt khổ và những người xung quanh bớt khổ á,
mà quý Phật tử không thực hiện theo hạnh nguyện này đó, là chúng ta dễ dẫn đến con đường khổ đau là gì? Bằng cái cách gì? Là bởi vì bằng cái tôi của mình. Đến đó mà người ta nói những cái điều hay thì mình nghe, mà nghe ai mà nói chị ơi chị làm vậy là không có được, là bắt đầu mình muốn sân hận lên nè. Chị ơi bữa nay chị mặc cái áo này là tôi coi không có được rồi đó nghe, là mình muốn khó chịu lên nè. Chị ơi hôm nay làm sao mà chị như thế này chị như thế kia, góp ý chị như thế này thế kia, là bắt đầu mình muốn sân hận. Nhưng mà mình chỉ muốn thích nghe cái lời nói tốt đẹp khen mình thôi à. Tức là mình phải học được cái hạnh nguyện lắng nghe, lắng nghe bằng cái tâm là không ngã chấp, thì mình mới được an vui ở ngay trong cái cuộc sống của mình. Cho nên mình đến với lễ hội Bồ Tát Quán Thế Âm, cái đầu tiên nhất là quý Phật tử phải học được hạnh nguyện lắng nghe. Lắng nghe thì đời mình mới bớt khổ. Đây là yếu tố đầu tiên. Mà mình không lắng nghe được, không học được hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì thú thật mình bằng cái ngã chấp của mình đi đến đâu cũng muốn người ta phải tôn trọng mình, đi đến đâu cũng phải muốn người ta khen mình, người ta nói khác hơn, là mình không chịu. Thì xin thưa quý vị, chúng ta có đi dự bao nhiêu lễ hội, có cúng dường đến bao nhiêu, khổ đau nó vẫn còn hoài. Bớt cái tôi, bớt cái ngã, biết lắng nghe, biết thể hiện lòng từ bi, thì mình sống ở cái hoàn cảnh nào quý Phật tử cũng thấy cũng được an vui. Mà lắng nghe ở đây gì? Thể hiện cái tình thương, lắng nghe bằng cái trí tuệ. Cách đây 2 tháng rất là đình đám một cái câu chuyện mà một cái cô giáo, không biết quý vị có thường có nghe được cái thông tin này không? Một cái cô giáo đó là buộc tay học sinh, ép nó ăn cơm, nó không ăn, đánh nó. Tới ngày hôm sau là cha mẹ mà muốn kêu đưa đứa bé này vô nhà mẫu giáo đó, là nó không thèm đi, nó chết bỏ không đi thôi. Cứ ngồi ở nhà khóc hoài, tới hồi phát hiện ra mới biết con mình bị buộc tay, bị đánh vậy. Khi mà bị kiện ra tòa, khởi tố đi ra tòa, quý vị biết cái cô giáo này nói sao không? Cái người mẹ, do gia đình cũng giàu có mà, người mẹ mới đến nói với cái cô giáo dữ: chị có trách nhiệm là làm sao cho con tôi phải ăn cho nó nhiều lên, cho nó mập lên, cho bây giờ tôi thấy nó ốm. Cho nên nó là cái chị này chỉ biết nghe thôi, kêu tôi cho nó ăn cho nhiều, thì bây giờ bằng mọi giá và cái cách gì mà tôi cho nó ăn cho nhiều. Không ăn thì ép, không ăn thì đập, không ăn thì chó, cho ăn cho nhiều. Cái đó mình nghe nhưng mà mình nghe không có lòng từ, nghe nhưng mà thiếu cái trí tuệ. Cho nên ở trong nhà chùa chúng ta nói cái gì?